Xin chào tất cả mọi người, mình là Tung Vlog. Thì chúc tất cả các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Và hãy nằm nhà xem YouTube nghe nhạc, hạn chế đi ra ngoài đường. Vì bây giờ bên Nhật hơn 10.000 người nhiễm bệnh rồi, nó rất là nguy hiểm. Thì hôm nay mình vẫn phải ra ngoài một chút để mình gửi đồ cho em mình. Thì mình sẽ quay lại cái quá trình mình đi ra bưu điện mình gửi đồ nó như thế nào. Và cái quá trình gửi đồ đấy nó đơn giản hay là nó phức tạp, thì các bạn cùng theo chân mình nhé. Và đây là thùng hàng mình sẽ gửi cho em mình. Đồ thì mình đã bọc hết bên trong rồi, nó chỉ là một ít quần áo thôi. Đây, và mình sẽ mang cái bưu điện để mình gửi. Thì trước khi đi gửi, mình sẽ cho mọi người xem bên trong ví của mình còn bao nhiêu tiền, liệu có đủ để đi gửi đồ cho em mình không nhá. Thì đây là cái ví của mình. Và bên trong không còn một đồng tiền nào, không còn một đồng tiền giấy nào. Đây là mấy cái giấy như kiểu hóa đơn mình mua hàng ấy, mình nhét ở đây, hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng. Còn đây là những cái thẻ quan trọng của mình, lúc nào cũng phải đút trong ví. Đấy. Không có một đồng nào. Ở ngăn giữa này mình có đựng tiền xu, chỉ còn tiền xu thôi các bạn. Thì đây là tất cả số tiền xu mình còn thừa. Đấy. Mình không nói điêu nhé, đây là tất cả số tiền mình còn thừa. Vì tháng vừa rồi mình chỉ có để lại 2 man mình ăn thôi, thì đến bây giờ là gần hết rồi. Bây giờ mới gần cuối tháng mà gần hết rồi. Thì ở đây mình còn thừa 434 yên. Đấy. Nó tương đương với khoảng 90.000 tiền Việt. Đấy. Chỗ này thì không đủ để mình đi gửi đồ rồi. Thì mình phải phá cái ống tiết kiệm của mình. Đây. Đây là ống tiết kiệm của mình. Mình bảo để đầy mình mới phá, nhưng mà chắc là hôm nay phải phá thôi. Thì hết tiền rồi mà. Hôm nay mình sẽ phá cái ống tiết kiệm này để mình đi gửi đồ và sẽ quay video cho các bạn xem. Thì bây giờ mình đang đi ra ngoài để tìm bưu điện để gửi đồ. Mình mang theo cả hộp tiết kiệm của mình để mình kiếm một cái chỗ nào đấy yên tĩnh để mình đập nó. Vì đập ở nhà nó ồn, nó ảnh hưởng đến người khác. Thì mình sẽ mang cái hộp tiết kiệm của mình ra ngoài và kiếm chỗ để đập để lấy tiền đi gửi đồ. Thì ở bên trái này là một cái công viên các bạn. Còn cái bưu điện mình gửi đồ thì nó ở bên kia, nó nằm ở bên kia rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi sang cái bưu điện bên kia để mình để xe đạp. Sau đấy là mình sẽ sang cái công viên này và mình ngồi đây mình tìm chỗ để mình mở cái hộp tiền tiết kiệm của mình. Thì bây giờ mình đi sang bên bưu điện mình gửi xe đã. Đường nó rất là đẹp. Đường. Và mình vừa mới đến bưu điện xong. Thì đằng sau mình nó là một cái công viên. Đấy, đằng sau mình nó là một cái công viên. Thì tí nữa mình sẽ sang bên đấy để mình mở hộp tiền tiết kiệm ở bên đấy và sẽ quay lại bên này để gửi đồ. Thì đây là bảng hiệu của Yubin Cư Cự. Nó là cái chữ T màu đỏ kìa, có cái cành cam bên trên đấy, nó là bưu điện. Các bạn có thể nhìn đấy để các bạn nhận biết. Còn là cái hộp đỏ đỏ này nó cũng có cái ký hiệu của bưu điện này. Thì các bạn có thể gửi bí thư, các bạn nhét vào đây. Đấy, nhét vào trong này. Thì họ sẽ mang đi và gửi cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ để im xe ở bên này. Đồ mình vẫn để nguyên kia. Bên này thì để an tâm, không sợ mất. Thì mình sẽ sang bên kia để mình kiếm chỗ để mình mở cái hộp tiền tiết kiệm của mình ở bên đấy. Thì thấy mình thấy dãy bên kia có mấy hàng ghế kìa. Thì bây giờ mình sẽ đi sang bên đấy.
Đây, công viên đây. Vì dịch ấy, nên là chả có ai chơi trong này cả. Mỗi mình, nó rất là vắng. Đây. Không khí rất trong lành. Hai bên đường, các bạn thấy đẹp không? Giờ thì mình sẽ vào hàng ghế kia để mình ngồi và mình mở cái hộp tiền xu của mình. Đây, mình sẽ ngồi ở đây, mình mở cái hộp. Xem ghế ướt không? Ôi, ghế này mưa ẩm lắm các bạn. Ghế này ẩm lắm. Mình đi vào trong mình tìm ghế khác không có ghế. Và sau khi đi một hồi thì ghế nào cũng ướt các bạn. Thì mình sẽ ngồi luôn ở cái ghế này. Đây. Mình ngồi ở cái đầu này. Nó ướt nhưng mà nó ướt ít. Thì mình sẽ ngồi tạm đấy. Mình sẽ ngồi đây để mình khui cái hộp tiền xu của mình. Thì mình sẽ ngồi đây để mình mở cái hộp tiền của mình. Mình có mang theo một cái ba lô. Đây là hộp tiền của mình. Mình để đây. Và mình có mang theo một cái tu vít. Một cái kìm bấm móng tay để mình làm dụng cụ hỗ trợ. Rất là tiếc các bạn ạ, nhưng mà vẫn phải mở. Hết tiền rồi mà. Rất là khó các bạn, nó cứng lắm. Chắc phải kiếm hòn đá nào để đập. Không ăn thua rồi các bạn ạ. Thì sau một hồi vật lộn thì mình mới chỉ mở được thế này thôi. Và cái ông bà già kia thì ông vừa đi khỏi cái chỗ ghế ở đằng kia rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi ra đấy cho nó khô, cho nó rộng. Đây, chỗ này nó khô này các bạn. Đây là đồ nghề, kim này, kim bấm móng tay này. Mẹ mình gửi cho mình này. Đấy. Nhưng mình không cắt móng tay, mình mang đi, mình cắt ốm tiết kiệm. Đấy, đây là tu vít này. Cũng hỏng rồi. Đấy, sau cái video này là hỏng cả kim, cả tu vít đấy. Mình mở ra được rồi mọi người ạ. Đây. Thế này là lấy được rồi. Thì bây giờ mình sẽ đổ ra xem được tất cả bao nhiêu nhé. Hết sạch rồi mọi người. Thì đây là tất cả số tiền xu trong cái ống tiết kiệm của mình. Mình chỉ tiết kiệm đồng từ đồng 50 yên trở lên. 50 yên, 100 yên, 500 yên. Đấy, tất cả số tiền xu tiết kiệm của mình. Đấy. Cái kìm cũng bị cong rồi. Kìm bị cong rồi. Đấy. Giờ hộp này là hộp đi rồi. Thì bây giờ mọi người cùng mình đếm xem tất cả được bao nhiêu nhá. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 6, 7, 88, 88, 50. Thì tất cả cái ống tiết kiệm này của mình là mình đã tiết kiệm được 8 sen 850 yên. Nó tương đương với khoảng 1.8 triệu tiền Việt. Đấy. Thực ra mua cái ống tiết kiệm cũng hay. Mình trước mình mở một lần rồi. Đợt trước thì mình tiết kiệm được một mang tư thôi. Nó khoảng 3 triệu tiền Việt thôi. Đây là lần này mình tiết kiệm được có 1.6 triệu đâu. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đút số tiền này vào trong túi. Sau khi cho
hết tiền vào ví thì ví của mình nó dày cộp luôn đấy, nặng phết đấy, chưa bao giờ mình cầm cái ví nó nặng như này đấy. Nhưng mà toàn tiền xu. Thì bây giờ mình sẽ đi sang gửi đồ nhá. Để cho vào trong ba lô đã. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bưu điện gửi đồ. Thì đằng sau mình kia là người ta đang xếp hàng để gửi đồ. Thì bây giờ mình sẽ ôm cái hộp này vào và mình sẽ xếp hàng nhé. Thì lát nữa vào trong có thể mình sẽ không tiện quay video cho các bạn. Thì có gì thì tí mình gửi xong thì mình sẽ nói rõ cho các bạn sau nhé. Và đây là bên trong cái bưu điện mình gửi đồ. Thì mình vừa mới gửi đồ xong các bạn. Thì sau khi gửi đồ thì họ đưa cho mình một cái giấy thông tin mình gửi đồ với cả một cái hóa đơn. Thì mình gửi hết tất cả một cái hộp to như thế là hết 980 yên. Nó tương đương với khoảng 200.000 tiền Việt. Thì mình lại quen lại cái công viên lúc nãy. Thì đây là cái chỗ để xe của công viên. Mình sẽ đi vào cái chỗ gần đấy để mình hướng dẫn các bạn cái cách ghi giấy để gửi đồ ở bưu điện ấy. Nó cũng đơn giản thôi. Đây, thì mình lại ngồi cái chỗ này để mình hướng dẫn mọi người cái cách ghi giấy để ấy nhé. Thì đây là cái hóa đơn mình vừa mới gửi đồ. Thì ở nhà các bạn mua gì làm gì thì đều có hóa đơn. Thì đây hóa đơn mình vừa gửi đây, 980 yên đấy. Mình đưa 1 sen thì người ta giả lại 20 yên. Thì vừa gửi là hết khoảng 200.000 đấy. Đây là hóa đơn số tiền của mình gửi. Ở nhà bảng cái gì cũng mất thuế các bạn nhé. Thuế của mình 89 yên đấy. Đây là hóa đơn. Cái này thì không quan trọng lắm. Giấy này mới quan trọng. Đây là cái giấy mà để xác nhận các bạn đã gửi đồ á. Mình rút túi nó hơi bị nhau. Thì đây. Thì ở cái đầu tiên này. Đây, cái giấy màu xanh này này, ở bưu điện này thì các bạn mình tiếng Nhật cũng không giỏi, với cả nói tiếng Nhật thì không biết các bạn có hiểu không. Thì là các bạn cứ hình dung là cái giấy màu xanh nước biển này thì là sẽ là cái giấy người gửi giả tiền. Còn ví dụ các bạn muốn người nhận giả tiền ấy, thì các bạn sẽ gửi bằng cái giấy hồng hồng. Thì đây là mình giả tiền. Thì mình sẽ ghi cái giấy màu hồng xanh này. Thì trên này có chữ tu. Các bạn không biết tiếng Nhật thì có thể nhìn chữ tu. Thì đây là cái số bưu điện. Số đầu tiên là số bưu điện. Đấy. Còn ở dưới này là địa chỉ này. Dưới nữa là tên này. Đấy. Còn ở phần dưới from này. From này. Đấy. Là của mình. Hòm thư nhà mình. Đây là địa chỉ của mình. Đấy. Đây là tên của mình gửi. Đấy, nó rất đơn giản đó. Xong là bên này thì cái mục phẩm danh này thì các bạn ghi tên bên trong là gì thì mình gửi quần áo thì nó là phương cự. Đấy. Mình sẽ ghi vào đây. Đấy. Ngày bao nhiêu này, ngày bao nhiêu gửi này. Ngày bao nhiêu nhận này, ngày, cái này là ngày 19 nó đến này. Đấy. Giờ nào này, đấy, hay gửi này. Thì nó ghi hết đây, nó rất đơn giản thôi. Thì rất tiếc là hôm nay vào trong gửi đồ thì mình không thể quay mà gửi cho các bạn được. Vì ở trong nó rất là đông mà mọi người tranh thủ xếp hàng ấy. 4 giờ là nó đóng cửa rồi. Mà lúc đấy mình vào là 3 giờ 20. Thì các bạn cứ đến cái bưu điện mình đã chỉ cái ký hiệu bưu điện ở Nhật ấy. Ở đâu nó cũng thế. Thì các bạn cứ vào đấy rồi các bạn bảo là mình muốn gửi đồ ấy. Cái câu nói mình muốn gửi đồ ở bên Nhật thì nó cũng dễ thôi. Thì bảo muốn gửi đồ thì người ta sẽ hỏi gửi đi đâu và người ta sẽ đưa cho các bạn cái giấy và các bạn điền. Còn ví dụ các bạn không biết điền nữa thì các bạn có thể bảo người ta điền hộ thì người ta điền hộ hết. Thì nó rất là đơn giản thôi. Xong họ sẽ bảo số tiền và mình giả tiền là mình xong. Đấy. Các bạn cứ yên tâm là nó sẽ in hóa đơn rõ ràng cụ thể cho các bạn.
nên chẳng may mà các bạn ghi sai địa chỉ hay là hàng nó không đến được ấy, thì bưu điện nó sẽ trả về cái nhà bạn hoặc nó sẽ liên hệ với bạn, chứ các bạn không sợ mất đâu. Thì cái video này của mình hôm nay là xin phép được dừng ở tại đây. Thì mình muốn chia sẻ đôi chút là hết tiền thì cũng là ngày nghỉ ấy, thì mình phá cái hộp tiết kiệm của mình đi để mình gửi đồ. Thực sự là mình không còn một đồng nào đấy. Mình muốn chia sẻ thật thế, không nhiều bạn lại bảo mình diễn này, mình giấu tiền đi. Thực sự là không có, không có để giấu. Cũng may là có cái ống tiết kiệm này, chứ không thì không biết làm thế nào, không biết có ăn được đến cuối tháng không. Thì video của mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.